Bữa nay có cuốc đi Sài Gòn, mời cả nhà đi với mình nha. Nhà xem biết ở đâu không? Đây. Chợ Bến Thành nha cả nhà. Thì ở trên đây là rất nhộn nhịp. Đây du khách nước ngoài rất là nhiều nha. Đây là cái cổng đầu chợ Bến Thành. Có nhiều bạn trẻ đang xe kia đi xuống đó. Hai hello rồi vừa đang ở khu vực chợ Bến Thành nha cả nhà. Đó, hai bạn trẻ này chụp hình khí thế luôn, chụp hình mà không có tháo khẩu trang ra gáo rồi sao thấy mặt nữa hả? Đúng rồi lấy view luôn. Đúng rồi.
nó đẹp luôn, khá là tấp nập nha cả nhà. Khách nước ngoài rất là nhiều, khách nước ngoài vào chợ Bến Thành rất là nhiều nha cả nhà. Hồi nãy Dinh Độc Lập mà mình chạy xuống xíu nữa tới chợ Bến Thành nha cả nhà. Mình đang dừng lại ở mấy bên hông quay lần đỏ đó, mình quay lại cho cả nhà xem. Bên đây cũng đang làm cả nhà, là có đọc một số cây nè, số cây bông tai không rồi đây, rất là đẹp nha cả nhà. Đây mình thấy đa số là du khách nước ngoài cả nhà. Đây có một bạn đang chụp hình anh tự selfie. Đây có một anh tóc dài rất là đẹp trai. Chung người dân tới đây chụp hình rất là nhiều nha cả nhà. Giờ một phát một tới đây chụp hình rất là nhiều nha cả nhà. Tới Noel nha cả nhà. Đây là di tích Dinh Độc Lập cả nhà. Đây là khách nước ngoài rất là đông. Đây có những chú bán dừa. Mà muốn vào phải mua vé cả nhà. Đây là phòng vé. Đây là cổng Dinh Độc Lập đây cả nhà, cổng Dinh Độc Lập, còn đây là Dinh Độc Lập đây cả nhà. Bên đây là công viên cây xanh. Xe cộ thì thôi tấp nập thôi, đừng nói tới. Đây là nguồn gốc ở tàu Dinh Độc Lập nha cả nhà. Đó thì mọi người tới đây tham quan rất là nhiều, nhất là những du khách nước ngoài nha cả nhà. Đây là cái cánh cổng của Dinh Độc Lập.
ở trong đây là dinh Đồng Lộc. Giờ tham quan rất là đông nha cả nhà.